Xin chào Việt Nam, chào mừng các bạn đã quay trở lại với khóa học TypeScript bài số 5, Scope, Phạm vi. Ở bài này chúng ta sẽ học về Scope, Phạm vi. Nói về thuật ngữ Scope, Phạm vi thì có thể hơi khó hiểu, nhưng nhắc đến biến toàn cục hay biến cục bộ thì chắc chắn các bạn đã nghe qua. Để chúng ta hãy cùng tìm hiểu thêm phạm vi Scope ở TypeScript thì có gì khác ngôn ngữ khác. Như đã học ở bài trước thì biến trong TypeScript được khai báo với hai từ khóa var và let, nhưng chúng ta chưa biết điểm khác nhau của chúng là gì. Thông qua bài này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sự khác nhau đấy. Thì phạm vi và scope trong TypeScript cũng thể hiện qua biến biến được khai báo với từ khóa var thì có phạm vi trong hàm và có thể được truy cập từ bất cứ nào trong cùng một hàm. Còn từ khóa let thì chỉ có phạm vi trong khối hoặc nhọn, và biến được khai báo với từ khóa let không thể được truy cập từ ngoài khối. Vậy là đã xong phần lý thuyết, chúng ta hãy đến phần thực hành. Tôi sẽ tạo mới một file và đặt tên là phạm vi, rồi là TypeScript. Rồi sẽ khai báo một function tên là f, không có tham số truyền vào và kiểu trở về là void. Trong hàm này tôi sẽ khai báo một biến tên là ngoài khối, sử dụng từ khóa let và gắn giá trị là một chuỗi ngoài khối. Tôi sẽ tạo một khối mới và định nghĩa biến trong khối tương tự. Sau khi đã khai báo xong hai biến thì ta sẽ tiếp tục in ra console log hai biến. Đầu tiên là biến ngoài khối, bạn có thể thấy là nó sẽ gợi ý ngay cho chúng ta. Còn biến trong khối nó sẽ không gợi ý cho chúng ta vì chúng ta không thể truy cập được biến trong khối này. Chúng ta sẽ thử build sc phạm vi .ts, chắc chắn sẽ xảy ra lỗi biên dịch ở đây. Đấy, các bạn có thể thấy một lỗi xảy ra, không tìm thấy biến trong khối. Nhưng nếu chúng ta đổi biến này thành var và biên dịch lại, và biên dịch thành công, không có lỗi. Tiếp tục chúng ta sẽ thử gọi hàm f để nó ra màn hình cho chúng ta, và sẽ phải biên dịch lại. Rồi tiếp đến ta sẽ chạy file phạm vi .gf. Đấy, đã in ra hai biến cho chúng ta. Đây là từ khóa var và let, còn nếu ta truy cập từ ngoài hàm thì sao, liệu có được không? Tôi sẽ gọi lại hai lệnh này. Không cần biên dịch cũng đã thấy lỗi luôn rồi. Ta sẽ thử biên dịch lại. Như các bạn có thể thấy là hai biến này
ngoài hàm nên chúng ta không thể gọi được. Vậy là đã hết bài học ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn ở bài học tiếp theo nhé. Thực tế thì mình thích sử dụng và hơn let, tại vì nó tránh để bị lỗi hơn. Còn các bạn thích sử dụng và hay let, hãy comment ở phần bình luận bên dưới cho mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở bài tiếp theo. Xin chào.